lại. Ngọc, đứng lại. 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 Đứng lại thằng Ngọc. Con nít nào dám quýnh một cái tùm sợ. Tính làm gì cậu Tùng? Ba, ba, ba. Đây, đây nè. Chú Thương mà, em đóng bóp cho nó. À, bóp. Chồng ngoan chú Thương. Chú Thương con muốn gì chú cũng chiều con hết. Ngoan chú Thương nha, nha. Hồi nãy là chú với con thầy giỡn với nhau. Còn bây giờ thôi, bây giờ là con muốn gì chú nhiều mà. Con muốn gì cũng được. Chú nói thiệt nha. Chú nói thiệt. Chú cho con mượn tay đi. Con em chơi với nít dễ lắm anh ơi. Cậu Tùng gì vậy? Răng chắc dễ sợ lắm. Giống tôi. Cậu răng chắc, đánh răng thường xuyên đánh. Trời ơi, xung con nhéo chú. Tùng gì vậy? Cơ tay nó mạnh lắm anh ơi. Cơ tay, cái lực tay lúc nó bóp em chịu không nổi. Đau. Con trai tôi mà nó phải giống tôi chứ. Con trai phải mạnh mẽ. Ừ. Con gắng mạnh mẽ như vậy nha con. Ba, nhưng mà hồi nãy á Chú hứa là chú chiều con hết mà. Con muốn gì cũng được mà. Chú nói thiệt nha. Chú nói thiệt chứ có bao giờ chú gạt con nít đâu. Chú dẫn con đi mua siêu nhân đi. Ừ, dẫn nó đi mua siêu nhân đi. Dễ ẹt luôn á chứ có gì đâu khó anh. Siêu nhân nha. Rồi bây giờ con ngoan con chạy về nhà. Bữa nay thì không được, ngày mai nha con. Thôi giờ đâu đi có liền. Bên người lớn mình hứa là phải có liền. Cậu dẫn nó đi mua siêu nhân đi. Không được, em uy tín lắm nhưng mà tại hôm nay em họp với sếp tổng. À dạ. Cuộc họp nó quỷ rồi. Bởi vì sáng nay đã thay đổi lịch, tiếp phái đoàn bên xin qua rồi. Không, nhưng mà em còn hẹn với đối tác đi họp với anh nữa. Hôm nay cũng có cuộc họp với anh mà anh quên sao? Ngày mai cũng không muộn. Dẫn nó đi đi. Hôm nay tôi cho cậu nghỉ một ngày. Dẫn nó đi shopping và các khu vui chơi thiếu nhi. Yeah. Vậy nha cậu Tùng. Cảm ơn ba. Hai chú cháu đi chơi vui vẻ nghe. Ba, chú, giờ mình đi chơi đi chú. Đi chơi đi, đi. Đi mình đi rồi, chơi đi. Tôi là trưởng phòng kinh doanh chứ có phải là bảo mẫu đâu trời. Há miệng ra. Chúc đi. Đây, ăn liền đi con, ăn liền cho nóng. Ngon. Nè con. Mình đừng có chơi nữa, mình tập trung mình ăn hết thì mình muốn chơi gì mình chơi nha. Vui quá. Vui lắm. Coi con ăn con miếng nữa đi. Dạ. Con ăn miếng nữa đi. Có chừng nhiễu nha. Ngon quá. Chú lại đây. Làm gì? Tôi le. Nè. Nghiêm cấm giỡn trên đầu người lớn, vậy là hổn biết chưa? Dạ. Nè, chú giỡn lại trên đầu con đi. Con không giỡn đâu. Thôi được rồi, chú không có giỡn đâu. Con chịu khó vui ăn. Quăng giùm chú đi, trời chú cũng đói bụng lắm luôn rồi đó. Chú đói bụng chú ăn đi. Không được, chú đâu ăn được, ba con sẽ thấy liền. Ủa, ba con đâu có ở đây đâu thấy. Mắt thần kìa, ba con sẽ thấy, nhất cử nhất động của chú là ba con thấy hết á. Này này, hái mi đây, hái mi đây. Ê, rồi, ngoan quá trời luôn. Trời ơi, cái gì nó vậy, sao giỡn cái chú vậy? Vui à. Đừng có giỡn cái chú nữa mà. Sao hả? Con đâu có giỡn trên đầu chứ đâu, con giỡn bụng chú mà. Nhưng mà thôi, trời ơi, nguyên ngày hôm nay chú mệt mỏi, chú phiền phức, chú gặp rất nhiều rắc rối rồi. Con chịu khó giúp chú, ăn giùm chú đi mà. Thôi con chơi, chút nữa con ăn. Thôi mà, ngoan đi mà, ăn giùm chú đi, ăn giùm chú đi nha. Hôm nay chú gặp rất nhiều phiền phức, gặp rất nhiều rắc rối rồi, ráng giùm chú đi nha con. Phiền phức là sao vậy chú? Phiền phức chỉ có nghĩa là chú có một cái người là chuyên làm phiền chú đó. Chú rất là mệt mỏi luôn á. Làm phiền? À. Ai vậy chú? Thì nói chung là một người nào đó làm phiền chú. Chú rất là sợ người đó. Chú mệt lắm, chú muốn né mặt người đó hoài luôn á. Chú yên tâm đi. Ở đây đã có mấy bạn Jimmy hiền lành rồi. Mấy bạn này sẽ bảo vệ chú. Bảo vệ chú nha mấy bạn Jimmy. Bảo vệ chú, bảo vệ chú, bảo vệ chú. Hả, thằng nhóc quậy này coi vậy mà cũng dễ thương. Thôi bây giờ nếu mà muốn bảo vệ chú thì bây giờ phải ăn cho thiệt nhiều để có sức bảo vệ chú. Nè, dạ. Ăn nhiều nha. Dạ. Này, ngoan lắm, đúng rồi. Ngon lắm. Nè,
có. Phiền phức tới rồi đó. Tùng, Tùng đứng lại không? Tôi sẽ mét với sếp Tài. Tùng thừa biết tôi là khách hàng tiềm năng mà. Tôi sẽ ngừng ngay cái dự án địa kim này lại. Tôi không đầu tư vào. Bởi vì có một nhân viên không có tiềm năng như thế này thì khách hàng sẽ không làm việc nữa. Tôi có năng lực mà. Hương nói gì kỳ vậy? Năng lực mà tiếp khách như thế này á hả? Chị Hương, em chào chị. Chị ơi, chị nhìn hết công ty em đi. Trai đẹp nhiều lắm chị. Có thằng sáu múi nữa. Có thằng tóc nhiều nhìn như phi công vậy chị. Sao chị không kiếm mấy thằng đó, chị kiếm em chứ? Cái mặt em chà bá nè. Mặt xấu, bụng bự, tóc thì không có. Đã vậy, em bất lịch sự lắm chị. Em bất lịch sự lắm, em nói thiệt với chị á. Nó em rớm lắm chị. Cười vô mặt em đi, đúng rồi. Thích quá à. Càng làm càng thích. Chị thích gì đó, làm tiếp đi. Phải sao chị mới không thích? Thôi mà, tôi đặt toàn là món bổ không nha. Bào ngư, di cá, hải sâm. Bây giờ chúng ta đi ăn thưởng thức với nhau nha. Toàn là bổ không. Cái tướng em dày mà ăn đồ bổ vô chắc nó nổ luôn quá chị. Em bị dị ứng ăn được đâu. Thôi mà, đừng có quan tưởng nữa. Làm cái gì từ chối gì tôi cũng phải làm tiếp tục, quá tấn công luôn á. Có ai cứu tôi không? Đi đó, từ đó là bọn ai cho tôi ăn không? À, em mới vô phục vụ thằng nhóc. Vậy nha chị, em chào chị. Nhưng mà từ chối tôi hả? Càng từ chối thì tôi càng tấn công à. Mà không, nếu mà như vậy hả, tôi sẽ bẻ kèo. Tôi sẽ không đầu tư vô dự án này nữa. Thử coi ai bị đuổi việc sẽ tìm tới tôi. Ừ, chiều tối gì đi gặp nhau cũng được mà. Rồi tới cái quán cũ. Phải tới cái quán cũ mới vui. Cái quán đó không có vui. Không, quán cũ bữa tụi mình ngồi sếp cười gần chết. Hợp à, ê, coi, ông sếp vô rồi, chú gọi lại cho nha. Vậy nha, vô hợp cái. Hai cậu thân mến, sở dĩ hôm nay có cuộc họp ngày hôm nay là một cuộc họp kín khẩn cấp. Hai cậu phải hết sức tập trung nha. Dạ khoan, anh nghe nè. Chưa. Trời ơi, đó suốt ngày điện thoại hoài hả? Trời ơi, coi sếp ra vậy trơn á. Có mặt sếp đây mà giống như người khuất mặt khuất ngoài vậy đó. Trời ơi. Rồi rồi rồi, vậy đi, anh đang bị bóng chọt mà không nghe nói hả? Xong bây giờ anh sẽ gọi lại cho em. Cậu Tùng, cậu nên nhớ, đây là công ty, chứ không phải là cái đảo Đào Hoa. Cậu không phải là Dương Quá mà tối ngày cứ tiểu long nữ hoài là sao? Đào Hoa quá mà. Hẹn hò với khách nữ không à, đâu có bán được dự án nào đâu. Nè nè, không biết cái gì thì im đi nghe chưa. Giọng nam tính nữ. Thôi cậu Tùng, tôi ra lệnh cho cậu, cậu phải đi ăn với bà Mộng Hương. Cái gì vậy sếp? Sao tự nhiên đi ăn với bà Mộng Hương sếp? Bà ta là khách hàng tiềm năng. Cái dự án địa kim của mình bà định mua 10 lô. Em nói thiệt với sếp á, cái chuyện khách hàng tiềm năng của em trong đây một đống nè. Đâu có cần gì phải bán đất cho bà Hường thôi mà tự nhiên phải đi ăn với bà sếp. Giống như là em đi bán mình vậy sao sẽ được sếp. Trời ơi, không phải là bà đi ăn bình thường. Bà đi ăn là có dụng ý. Bà muốn ăn nhà hàng xong rồi bà ăn em luôn hay sao? Cái gì tránh mắt tôi tải. Nó vồ vập em lắm, nhìn thấy ghê lắm sếp. Trời ơi, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Anh ta về công ty chứ, đi ăn thôi mà. Trời ơi, ông già, ông xấu, thối vui đi đá vậy á. Bây giờ có một cái máy bay bà già sang trọng như vậy, nhớ cuộc đời của ông là ông may mắn lắm đâu. Ông còn đòi hỏi gì nữa? Đến. Tôi già, tôi xấu, tôi cũng có giá của nó. Nghe chưa? Nghe thôi. Chưa? Cái chuyện là chuyện của tôi. Thôi, tôi nói cậu nghe. Tôi ra lệnh cho cậu, bằng mọi cách phải bán 10 lô đất đó, kể cả bán thân. Trời ơi, hồi nào tới giờ ha, tôi chỉ thấy Thiếu Kỳ bán thân thôi à. Lần này nha, có ông bán thân, ông sẽ lập kỷ lục Guinness. Tôi nhịn nhiều lắm rồi đó. Sếp ơi, cho em xin lỗi sếp ơi, tôi bị vụt tay, qua bên đây sẽ quơ tới trên này luôn à. Ai chứ có sao không sếp? Ba ơi, ba bị gì vậy ba? À, ba ổn. Ba cho con đi chơi đi. À, được. Yeah. Tối nay chú Tùng sẽ chở con đi chơi tới 8 giờ tối. Cái gì vậy sếp? Yeah, trời ơi, tối nay em có hẹn rồi sếp ơi. Alo. Hả? Chết cha chết mẹ luôn hả?
phải rơi xuống đáng yêu quá chừng. Chị hai ơi, hả? Em muốn gặp ba mẹ. Ba mẹ đi bán búa xa rồi, khi nào ba mẹ rảnh thì ba mẹ sẽ về với mình. Bây giờ chúng ta phải nhận chú Tùng là ba, với lại ở tạm bên nhà chú Tùng luôn. Chú Tùng là ai vậy chị? Chị cũng đâu có. Trời ơi, sao giờ này mới tới? Trời ơi, trong công ty tùm lum tùm la chuyện hết chứ bộ. Xin lỗi đi. Ê nè nè, tôi nói ông nghe nè, bên văn phòng ủy ban quận á, họ có nói là trong 10 ngày họ sẽ tìm cha mẹ cho hai đứa nhỏ. Còn nếu không á thì phải đưa nó vô mái ấm tình thương đó. Bây giờ hai người tính sao? Ủa rồi người thân nó đâu? Trời, ông chơi với Nam với Dương bao nhiêu lâu rồi ông còn hỏi vậy? Gia đình của nó còn ai thân thích đâu. Quên, xin lỗi. Vậy giờ mình tính sao? Tính sao đây? Hay là hai người nhận nuôi nó đi? Trời ơi, sao mà được? Hai đứa tôi á, ngày mai á, là phải đi công tác rồi, mà chưa biết khi nào về nữa đây nè. Trong khi ủy ban quận là họ nói là phải giải quyết, phải trả lời sớm. Bây giờ vợ chồng thuận đâu? Vợ chồng thuận thì hoàn cảnh nó cũng có hơn gì đâu. Con cái của nó còn bệnh lên bệnh xuống nữa kìa. Vậy bây giờ ai nuôi? Trời ơi, thôi đi. Không có gì. Nè, em nói luôn nha. Hôm qua là hai đứa tôi đã họp kín với nhau rồi. Bây giờ hoàn cảnh kinh tế thì tôi thấy ông cũng được. Rồi với lại ông là cũng độc thân, chứ hai đứa tôi đâu có được đâu. Ủa cái gì vậy? Hai người tự họp và tự bình bầu cho tôi luôn hả? Nè, tôi nói trước cho hai người biết là tôi chưa có gia đình, tôi chưa có con, tôi không có kinh nghiệm chăm sóc em bé. Thì tụi tôi cũng đâu có kinh nghiệm gì đâu. Trời ơi, bây giờ sao trời thiên đẩy cho tôi vậy? Công chuyện công ty tùm lum hết rồi, tôi đâu có thời gian đâu mà lo cho hai đứa nhỏ. Cô ơi cô, con buồn ngủ quá à cô, không muốn về ngủ. Chết rồi giờ sao? Đó, ông nghe nói ông sót không? Không thì giờ ông cố gắng này chứ sao? Tôi nói thiệt nghe, mà giờ ông mà không nhận nuôi tụi nó là cái khả năng mà tụi nó phải vô cô nhi viện là rất là cao luôn. Còn giờ tôi thấy như vậy nè, ông không vì bản thân ông á, nhưng mà không thì ông cứ nghĩ cho bạn bè của mình đi nghe. Chị hai ơi, hả? Mất tè quá à. Em đi tè nha. Không có được đâu, em còn nhỏ, em mà ra đường là người ta bắt cóc đó. Để chị dắt em đi ha. Dạ. Nè, con gái tôi vô toilet nam được, chú dắt nó đi cho. Dạ, con cảm ơn chú. Con cảm ơn chú. Ê, cái gì vậy? Hồi nãy con nói với con làm sao? Phải nói chuyện như thế nào? Con cảm ơn ba. Con cảm ơn ba. Phải vậy chứ. Hai đứa vừa vừa kêu tôi là cái gì? Là ba đó. Hay quá. Thế tôi nhìn như là một gia đình thật sự luôn. Nó nghe, kỷ niệm cái ngày này, chụp một tấm hình kỷ niệm nghe. Chú ơi chú, mất tè. Trời đất ơi, mới kêu ba đó giờ kêu bằng chú rồi. Đúng là con nít, mà không quên thì. Chú ơi mất tè. Thank you.
Chú ơi, chú, sao chú cười vậy chú? Chú nghĩ tới chuyện, không, chú mệt quá chú cười. Mà tại sao mà lại cười? Chứ mệt phải làm sao con? Mệt là phải vậy nè chú. Chú khác người ta, chú mệt là chú cười à. Chú ơi, chú có đói bụng không? Để con đi mua một ít thức ăn cho chú nha. Được rồi con. Chú có mệt không? Để con nắm bắp cho chú nha. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tụi con bảnh ngồi chơi đi. Chú ngồi nay đỡ mệt rồi, cái chú đi mua đồ ăn cho tụi con ăn nha. Dạ. Đâm, đâm, đâm. Tại sao mình lại có suy nghĩ tàn ác đến như vậy? Tụi nó là con của bản thân mình mà. Không được, không được, không thể được. Nó không phải con anh. Nó không phải con anh đâu em ơi. Em ơi em, đừng đi em ơi, nó không phải con anh em ơi. Đó dở dở ác mộng. Cười gì? Cười cái gì bộ không thấy người ta ngủ mớ bao giờ hả? Cái gì mà cười? Có con á. Con gì hả? Con gì? Trời đất ơi, tại sao lôi hết mấy cái con ở trên đây thì đem xuống đây quét vẽ lên tùm lum tùm la vậy? Dọn đó hết cho tôi lẹ lên. Nhưng nó đang vẽ mà. Đang vẽ hả? Cái con nó của ai mà vẽ? Vẽ con xin phép chưa? Để mình đó, dọn đó cho tôi. Nhưng mà con chưa vẽ xong. Nói con nghe không? Có dọn không? Dọn lên. Thì chú dọn đi. Ê, 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 ê. Trời ơi, ai bài xuống mà tự nhiên kêu tôi dọn? Ai bài xuống thì nói dọn lên. Một. Chú ơi, nhưng mà con đói quá. Chú, con đói quá à. Con cũng đói nữa. Ăn gì? Con pizza. Không. Con cơm tấm. Không có luôn. Vậy chứ, chú có gì cho tụi con ăn? Trứng chiên. Không ăn. Mì gói. Không ăn. Cá mồi. Không. Cơm chiên tỏi. Cái gì ơi? Cái gì ơi? Con ghét mùi tỏi lắm. Mùi tỏi thúi quắc à. Nè 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 nè, ăn thử như biết thúi hả? Cái người khác làm thúi mà tôi làm thơm. Ăn đi, cơm chiên tỏi. Không. Nè 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 nè, không có thái độ mới chưa? Bây giờ không ăn cơm là ăn đòn. Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi, đừng có đi đến phía xa nữa mà. Ba mẹ ơi, con nè. Ba mẹ ơi, ba mẹ. Ba mẹ ơi. Ngồi dậy. Ngồi dậy chưa? Ngồi lên. Em ơi, chị em mình đi nha. Đi đâu rồi chị hai? Đi đâu cũng được, tại vì chú ấy đâu có thương mình đâu. Trời 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 trời, đi đâu? Đi cho người ta bắt cóc hả? Chú giờ sao? Chú bỏ đói tụi con mà. Thôi được rồi, tôi lấy điện thoại tôi kêu pizza và cơm tấm cho cô với cậu ăn. Được đó. Trời ơi, được đó, đồ nữa. Được đó. Phải dọn dẹp sạch sẽ rồi tôi mới cho ăn. Dạ. Cái gì vậy trời? Trời ơi, chùi từ nãy giờ mà không ra. Vẽ bằng cái gì vậy? Thôi đó rảnh không? Nãy sao chú người ta ngủ không để cho người ta ngủ? Vẽ tầm bảy tầm ba lên mặt người ta làm cái gì? Hả? Bây giờ chùi không ra nè, cái mặt này làm sao đi làm? Ba đừng có lo, lấy xăng chùi là ra liền à. Không, lấy dầu lửa chùi mới được. Không, xăng, dầu lửa. Xăng, dầu lửa. Thôi, cô cậu đốt tôi luôn đi. Xăng dầu lửa gì đây? Đứng yên đó đi. Tôi chùi mà không ra nha, tôi xử hai người một lượt. Trời ơi, gặp đối tác với cái mặt này người ta cười vô mặt tôi sao trời? Không thể tưởng tượng được. Nghĩ làm sao mà vẽ nguyên con mèo. Hên giết con mèo để con khác lên nhìn tôi biết sao luôn à. Khóc nữa hả? Gây ra tội lỗi cho người khác, bây giờ đứng khóc giống như là mình không có tội đồ vậy à. Bây giờ tôi hỏi nè, đứa nào là đứa cầm đầu?
An hay là Bình? Hay không? Sao? Hay không? Ai cầm đầu cái vụ mà vẽ con mèo lên mặt của ba? Hả? Liêu liêu con mèo, con mèo, con mèo. Đứng ra, đứng ra. Tôi hỏi không chịu trả lời còn liêu liêu tôi nữa hả? Con mèo, con mèo, con mèo, con mèo, con mèo, con mèo. Trời ơi, dám buộc chức tôi lại hả? Đứng yên nó đi nghe, đứng yên nó đi, xong rồi chết với tôi. Con mèo đã. À, con mèo. Đứng lại hả đâu? Đứng lại chưa? Con mèo. Đứng lại. Nước quanh trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Trời ơi, mất cặp con bé trai. Sao vậy ta? Thả tôi ra. Đứng đâu? Thả tôi ra. Đi vô. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Nó bắt cặp con bé. Nó bạo hành. Chú. Rồi mày làm gì mày? Chú làm gì chú trường như đây vậy? Ủa bộ tập phòng cháy chữa cháy hả? Sao con nghe nói gì hết vậy? Cái này nó còn dễ sợ hơn phòng cháy chữa cháy nữa. Điều gì? Trời ơi, cái này nó là một sự tàn khốc trên thế giới. Một sự bạo hành trẻ em. Trẻ em bây giờ là đứng đầu, phụ nữ là đứng hàng thứ hai. Cho nên mày đừng hòng có cửa với hai cái đứa nhỏ này. Trời ơi, không có. Là ở trong nhà anh Tùng á hả? Tao không ngờ thằng Tùng nó lợi dụng con nít để nó bạo hành trẻ em. Nó đánh đập tụi nó có âm mưu gì với hai đứa nhỏ này đây? Cái gì ghê vậy, để con vô coi. Không không, nhưng mà cái chuyện này nó lại không có quan trọng bằng cái chuyện của mày. Cái gì, chuyện của con là chuyện gì? Của mày mới là quan trọng. Chuyện gì? Con mày Winner. Thằng Winner. Winner nó làm sao? Nó uống một ly trà sữa trân châu, tính tiền thì nó móc tiền ra nó không có, nó bị bà chủ trèm trà sữa trân châu ở dưới chửi. Chịu quá trời, hỏi mày con ai? Nó trả lời là nó con của má nó. Thế là cái bà chủ trà sữa chân trâu, má mà thằng Winner đó đang chửi. Thôi, nguyên một chung cư bu đen bu đỏ cái ly trà sữa ở dưới. Cái gì mà nghiêm trọng vậy? Nghiêm trọng. Chú nằm đây đợi con nha. Con xuống có xử lý con lên liền nha. Winner. Mệt quá. Rình ra. Tự nhiên nó biểu mình nằm, cái mình nằm. Mình phải vô mình giải cứu thôi. Nó mấy đứa nhỏ nó là thiệt. Quá trời quá đất. Mình phải vô mình cứu thôi. Mình phải nhào vô mình cứu. Nhất quyết là mình phải cứu. Ủa mình đi như vậy mình vô trong là hai đứa nhỏ nó chết. Đi về. Trời ơi. Đứng đây hết. Đứng đây. Tại sao? Tại sao tụi con có thể giỡn với ba như vậy? Hả? Coi thường mà tới như vậy hả? Nào là vẽ lên trán, rồi bây giờ chối chân ba mà té, rồi đứng cười rồi còn bỏ chạy nữa hả? Hôm nay không phạt không được. Một đứa hai rồi. Ba không có thương con. Không thương con hả? Con có thương ba không? Con giỡn trên đầu trên cổ ba mà. Còn nói vậy nữa hả? Ba thương con thì tại sao ba đánh con? Tại sao con lại giỡn với ba như vậy? Hả? Hai đứa làm cái hành động đó là hổn với người lớn. Phải đánh mới nhớ. Còn nói nữa hả? Đứa nào đầu tiêu vụ này? Đứa nào? Con hay con? Bố người ta! Thấy chưa? Bắt buộc là ai? Chắc con qua đây. Ê! Bà nói cho người nghe. Rõ ràng tao thấy nghe chưa? Mày bạo hành trẻ em. Mày cả gan, mày dám dùng bạo lực, mày trấn áp mấy đứa nhỏ. Trời ơi, mày dùng những đứa nhỏ này để mà mày thực hiện những cái mưu đồ gì của mày đúng không? Mưu đồ gì đâu trời? Tao nói cho mày nghe, mày đừng... Trời ơi, chú ơi, bình tĩnh có chuyện gì không? Trời ơi, anh ơi, sao ra trong mổ này có bị cái gì không? Có bị cái gì đâu, vô làm cái gì đấy? Tao nói cho mày nghe, mày đừng có gì yêu thầm nhớ trộm nó mà vô được binh vực cho nó. Mày hãy nhìn rõ ràng đi, có dám chung những cái đứa trẻ này để mà nó bắt những đứa trẻ này đi xin ăn. Đi xin ăn đem tiền về cho nó. Bây giờ hỏi nó có phải gì không? Đây có đúng gì không con? Dạ đúng. Trời ơi, con phải là con dùng dây trói tụi con đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, thấy chưa? Mày có nạn là
là ông thấy, ông thấy rõ ràng đó là cái ông áo vàng này nè, giống giống như bà con đúng không? Dạ đúng. Trời ơi, em hiểu rồi nào. Dạ, chú nghe con nói một lần được không chú? Thầy mày cứ nói đi, tao sẽ lắng lỗ tai lên tao nghe nghe mày nói. Nhưng mà tao hỏi là mày đứng trước công an thì làm sao mày mày nói được cái gì? Bằng chứng nó quá đư là đầy đủ đi. Rồi bây giờ tóm lại chưa? Làm sao? Tóm lại là về đưa xuống công an, báo cho công an. Thôi đừng làm ơn mà đừng đưa anh Tùng đi công an. Tại sao? Tùng lên công an, đưa Tùng qua nhà con đi, đưa Tùng qua nhà để làm gì? Thì ra mi với thằng Tùng này là chung một cái đường dây. Cái gì vậy chú? Quá trời quá đất rồi, mày đừng tha son đỏ làm gì? Mày dòm với mày giống y như một con hồ đi tin ăn thịt mấy đứa nhỏ. Tao sẽ đưa tất cả hai đứa tụi bay trình diện công an. Xuống công an làm cái gì? Đúng rồi. Đi xuống đúng phải gặp công an để công an xử tội tụi bay. Trời ơi chú ơi, ta nhớ trước khi đi gặp công an bắt buộc một điều là phải đi gặp con nụ. Tôi không ngờ cậu là người như vậy. Ủa tôi là người sao trời? Tự nhiên tôi vô nói tôi là sao cô nụ? Anh bình tĩnh, anh bình tĩnh. À, vậy chị nụ, mà em nghĩ là trong cái chuyện này có chút gì đó hiểu lầm rồi. Không có hiểu lầm gì hết. Đây là sự thật. Cuộc họp này là tập trung lại tất cả để mà tố cáo cậu Tùng. Sự thật nó đã phô bày ra trước mắt rồi. Cái gì? Cậu Tùng này bạo hành trẻ em. Chú Đức ơi, chắc là chú Đức có hiểu lầm rồi. Đúng rồi, anh Tùng không phải người như vậy. Trời tự. Nói vậy tội nghiệp tôi cũng... Mời chú Đức. Tôi nói có sách, mắt có chứng. Bằng chứng là đây nè. Đây mới chính là bằng chứng. Trói mấy đứa nhỏ nè, có đúng vậy không? Trời ơi, chú Đức, chú có thấy hay không? Trời ơi, chú thấy đi rồi, chú nói con cái cục dây này đâu. Tự nhiên mà chú nói con trói con nhỏ. Nếu như không có trói mấy đứa nhỏ, thế thì sợi dây này tại sao lại có mặt ở hiện trường? Sợi dây này có mặt ở hiện trường để làm gì? Hả? Nhảy dây à? Hay là để gói quà? Gói quà đem đi tặng mà gói quà chi mà sợi dây nó dài dữ vậy? Quà gửi bằng cái container. Gói nguyên cái container à? Thế thì món quà nó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ tôi thấy món quà nó bự to như thế. Bỏ cái gì trong đó làm quà? Con bò ư? Không bao giờ có chuyện đó. Rõ ràng đây chính là bằng chứng. Trời ơi chú ơi, chú vô chú có thấy con trói tụi nó hay không? Trời ơi, theo cái sự phân tích của chú Đức đây á, tôi thấy là có lý đó. Trời xong luôn. Có lý cái gì mà có lý? Cô cũng không biết gì hết, cô nghe một cái một hướng một chiều cho cô chụp mũ người ta. Anh ơi, anh bình tĩnh. Cái gì cũng có giải quyết. Một miệng một mình anh thì sao nói lại miệng mấy người này, anh hiểu không? Miệng chú Đức, một mình chú Đức thôi là anh nói còn lại rồi. Nói cái gì? Cái miệng trời sanh ra để ăn, để uống, để nói những lời qua đường, để nói những lời tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau của con người sống ở trên cái trái đất này. Chứ không phải để nói ra những cái lời ác độc, hung độc. Con đừng có nói là một miệng tôi mà các người nói không lại cái miệng tôi. Tôi đâu có nói gì đâu. Hồi nãy đến giờ là cô bố này cổ nói, tôi không hề nói. Có đúng không hả chị nụ? Chú phân tích là tôi thấy đúng đó. Ừ. Thấy chí lý đó. Bây giờ không có giỡn mặt với tôi nữa. Nếu mà có đủ chứng cứ mà cậu là tội phạm á, thì tôi sẽ đưa cậu lên công an giải quyết. Đúng vậy. Còn bây giờ đúng hay sai như thế nào phải hỏi mấy đứa nhỏ đây nè. Rồi hỏi đi. Hỏi đi. Trật tự. Im lặng để hỏi mấy đứa nhỏ không được. Trật tự. Ok. Hai đứa con có gì ở đây? Tụi con nói cho mọi người biết, có phải chú Tùng đây bắt trói tụi con lại không? Nói đi con. Có phải chú Tùng đây hành hạ tụi con không? Nói cho con. Trời ơi chú Đức, đề nghị chú bớt nói đi. Ok chị nụ. Hai đứa trở nên nghiêm túc. Nói chú Đức. Hai đứa nói đi. Cái chuyện gì cứ nói ra cho cô nụ biết. Có hay không? Trời ơi, mừng quá có chú Tùng ở đây. Gì vậy con? Con kiếm chú nè. Hờn quá, bây giờ như vậy. Có con gái cô Vi của tôi ở đây. Cô Vi nó nắm hết tất cả bằng chứng này. Nói ra đi con. Hai đứa, nghe chị hỏi nha. Bây giờ có tất cả mọi người ở đây, hai đứa phải nói thật là chú Tùng có bạo hành, có đánh đập tụi em không? Ừ. Khoan đã, trước khi nói, có nhớ câu chuyện gì kể cho hai đứa nghe không? Câu chuyện cô bé nói dối đó, nói dối là bị xuống địa ngục tôi chưa? Nghe không? Ê, hey, mày móc lời cho tụi nó hả? Mày móc cung hả mày? Chú Đức, trật tự để cho con nhỏ nói. Ok, you know. Rồi nè, bây giờ hai đứa trả lời đi cho mọi người nghe đi. Chú Tùng có bạo hành, có đánh đập hai đứa không?
nói gió là mình xuống địa ngục nha, nha, nha. Có không? Có không? Dạ có không? Đó, mọi người nghe hết chưa? Mọi người nghe hết chưa? Chú thấy chưa? Cũng cái miệng chú không? Cái miệng chú là giống như cái gì anh? Giống như cái gì? Cư dân mạng vậy đó. Ừ. Thì chưa biết chuyện gì hết là ném đá người ta trước rồi. Đúng, chú luôn đó, chú đó. Chú là người dựng chuyện lên luôn á. Trời ơi, thôi thôi thôi, mọi người đừng có xỉa xói ba con nữa. Con cũng chỉ muốn nói sự thật thôi. Đây nè, con nó có sách mách có chứng. Ủy ban quận mới gửi cho chú đó. Thì hai con. Dạ. Đưa đây tôi coi. Đây, mời con. Trời. Cái gì vậy? Cậu Tùng, cậu không phải kẻ bắt cóc con nít. Chứ gì không nữa? Không bạo hành con nít. Chứ gì nữa? Chú Đức. Chú. Chú dựng chuyện đúng không? Thấy chưa? Nói rồi mà. Tôi đã nói ngay từ đầu rồi. Mọi người không ai tin, đặc biệt là chú đó. Anh Tùng à, có thể mọi người ở đây không ai tin anh là người tốt, nhưng em tin